Xin chào tất cả mọi người. Mình là Bùi Thảo Ngọc, học viên của Habico khóa K18. Mình đã sang nhật được 6 tháng rồi và hiện tại đang làm tại hệ thống quán ăn của Matsuya. Hôm nay mình sẽ nói qua với các bạn về những cảm nhận đầu tiên của mình khi bước chân vào làm quán Matsuya. Matsuya là một cửa hàng hệ thống, vì vậy nó có rất là nhiều cửa hàng ở các tỉnh và các vùng khác nhau. Khi vào đây làm thì các bạn sẽ phải chấp nhận việc đó chính là di chuyển và chạy đi chạy lại rất là nhiều cửa hàng, làm rất là nhiều việc khác nhau. Lúc mới đầu vào, tại vì mình không biết tiếng nhiều là cái thứ nhất, và cái thứ hai là mình cũng chưa biết việc, nên là một tuần có thể họ sẽ chỉ cho mình làm 15, 12, thậm chí là 8, 9 tiếng một tuần và phải chạy đi chạy lại hỗ trợ rất là nhiều cửa hàng. Đấy chính là lý do mà các bạn hay cảm thấy chán nản khi mới vào làm và hay bỏ việc nhiều. Nhưng mà thực sự mình cảm thấy sau khoảng tầm 2 tháng làm ở đây, cảm thấy công việc nó rất là tuyệt vời. Cũng, nó không quá nặng nhọc, cảm giác nó rất là nhàn và lương thì cũng khá là ổn định. Bây giờ lịch của mình ổn định, một tuần có thể làm được 25, 26 tiếng. Như các bạn biết đấy, lúc đầu khi mà mới bước chân vào đây làm, mình có hỏi qua rất là nhiều senpai và cảm thấy ngạc nhiên. Vì bản thân mình khi vào quán thì không cần phải đi phỏng vấn nhiều và tiếng cũng không cần biết. Vì mình đi qua trung tâm Habico để chị Ngọc Anh giới thiệu và đi vào chỉ để ký hợp đồng rồi vào làm thôi. Còn những anh chị senpai khác vào đây được khoảng 1-2 năm rồi thì họ có nói và chia sẻ lại với mình là khi vào đây làm đã phải trải qua những cuộc phỏng vấn rất là gắt gao, tiếng thực sự tốt thì mới có thể trụ lâu ở cái quán này. Bây giờ sau những giờ làm căng thẳng, anh chị senpai đây rất là thân thiện. Sau những giờ làm căng thẳng thì bọn mình có thể rủ nhau đi chơi. Và bây giờ hiện tại đây mình đang đi chơi với hai anh chị senpai đang làm ở đây được 2 năm rồi. Vì vậy các bạn đừng lo lắng và cũng đừng chán nản sớm khi mà bước chân vào làm ở Matsuya. Và mình khuyên các bạn là lên trụ lâu ở đây, tại vì nó thực sự là một công việc rất là tuyệt vời. Hiện tại thì mình sẽ cho các bạn nghe cảm nhận trực tiếp từ một người senpai đã làm ở Matsuya hơn 2 năm. Đây chính là anh Vương. Xin chào mọi người. Nếu như mọi người mà đã sang Nhật á, những người đầu tiên á, mọi người sẽ được trải qua rất nhiều công việc như mình. Hiện tại mình đã trải qua được rất nhiều công việc, chẳng như là Yamato hay là các công việc cô dồ, quán từ làm cơm, làm mì, tất cả các loại xưởng. Cho đến công việc bốc vác mình đã từng làm qua, nhưng mình thấy các quán, chẳng như quán sushi hay là quán tabel đài, mọi người làm công việc, những công việc đó rất là vất vả. Nhưng mà đối với Matsuya thì mọi người đến đó công việc khá là ổn định. Tuy thời gian đầu nó có hơi, tại vì mọi người mới vào công việc, chưa quen việc, nó sẽ cắt thời gian hay là thời gian sẽ ngắn. Nhưng thời gian đó mọi người đừng nản, vì là mình mới sang, mình chưa có nhiều kinh nghiệm. Những cái công việc đó thì dần dần mình sẽ làm quen và công việc mình làm được thì các trồ sẽ giữ mình lại và sẽ cho mình làm thời gian dài hơn. Mình thấy công việc ở Matsuya sẽ là ổn định nhất hơn so với những công việc như là bốc vác hay làm các xưởng ăn của Nhật. Tuy Nhật Bản không thiếu việc để cho mình làm, nhưng mình cảm giác là công việc của Matsuya sẽ là ổn định nhất. Cảm ơn anh. Bây giờ bọn mình đang đi chơi rất là vui, rất là thoải mái sau những cái giờ làm việc ở Matsuya. Có lẽ là một chút nữa thôi mình sẽ review cho các bạn về nơi làm việc ở Matsuya.